xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Hôm nay mình ghé cái điểm bán mai thành phẩm chơi Tết tại quận Cái Răng của thành phố Cần Thơ để giới thiệu đến quý vị và các bạn khoảng 10 cây mai để cho quý vị nào có nhu cầu cùng giao lưu nha. Đây là chỗ điểm bán là chung với sạch. Rồi, xin chào anh Tấn. Xin chào bà con đang xem mai. Rồi. Rồi. Đầu tiên là giới thiệu cái số 1 ha. Hôm nay gọi đi mà 0907 371 180. Rồi liên hệ sạch ha. Dạ. Rồi chung với sạch là làm chung. Rồi, dạ dạ. Thì nó lấy dạ, hiểu đi. Dạ dạ. Mai thì có số 1. Dạ. Cái số 1 cao như chú ơi. Cái này cao khoảng 2 mét đó anh Tấn ơi. Cao 2 mét. Dạ dạ cao 2 mét. Bán ngang. À, tá ngang khoảng mét tư, mét tư. Dạ. Dạ. Cao thân cốt sao? Dạ thân cốt liền lạc anh ơi. Dây cành đầy đủ. Bông mấy cánh? À bông từ 7 cánh trở lên anh. Bông 7 cánh trở lên. Dạ. Mình là ba mai mai. Mai ghiên, mai ghiên. Mai giống mai của Tây mình thấy. Dạ dạ. Mai ghiên. Gì hết á. Dạ dây cành đầy đủ luôn, đẹp luôn. Thì có chỉnh sửa phải không? Dạ dạ. Tự nhiên luôn à, không có chỉnh sửa. Có thu cành rồi. Dạ có cái mình thu cành lại đó anh. Thu cành lại. Dạ tại mình nuôi 2 năm rồi anh ơi. À, trong đây là sạch sẽ không có gì hết. Dạ không, không có vết thương gì hết. Rồi. Một cốt. Rồi. Đế đẹp luôn anh ơi. Nó hoành đây là báo giá luôn. Đế đẹp. Lấy cái tay à. 31. À hoành 31 anh ơi. Hoành 31. Dạ. Lục lực nha anh em. Rồi báo giá đi. Dây cành đầy đủ luôn anh em ơi. Báo giá luôn luôn rồi, 9,5 triệu đó. Dạ cây này, cây số 1 là 9,5 triệu anh em ơi. Cây số 1, 9,5 triệu. Dạ. Phí ship sao? À phí ship em bán tại vườn, nếu mà anh em mua số lượng 4 cây thì em bao ship tới chỗ. Bao ship tới đâu cũng tới luôn hả? Dạ, dạ đúng rồi. Rồi 4 cây là... Dạ, bao ship tới chỗ. Rồi, cây số 2. Dạ cây số 2 là cây bên đây anh ơi. Cao nó cũng bằng nhau anh Tấn ơi. Cái lô này bằng nhau hết anh. Dạ dạ đều đều hết à. Đều. Dạ. Tán ngang cũng vậy luôn không? Dạ dạ tán ngang cũng vậy luôn. Chi cành đẹp luôn á bà con ơi. Giá nhiêu? Cây này giá 9,5 triệu luôn bà con ơi. Mấy cây này 9,5 triệu hết luôn. Dạ. Dạ nó có cây 10 triệu, có cây 10 triệu đó anh. Có cây mắc hơn chứ không có dạ, rẻ hơn phải không? Dạ. Rồi 9,5 triệu đây, cái này mình đâu có xây được hả? Dạ được. Giờ đi không? Được, không được, được. Đi. Hai người xây dạ, đi. Dạ, dạ. Đế đẹp lắm. Ừ, cây đế gì bà con xem nó rõ hơn. Dạ, dạ. Đi vòng 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 mặt. Rồi, một cốt ra. Dạ, một cốt. Chi cành đầy đủ luôn anh ơi. Rồi, không có thẹo dít gì hết ha. Dạ không. Cây này em nuôi 5 tới 7 cánh á. Dạ từ 7 từ 7 cho lên chứ không không không. Dạ dạ. Dạ ngày Tết chơi á. Dạ dạ mai tới Tết. Rồi, một hồi có cây nào có bông thì quay thử nha. Dạ dạ. Rồi. Đo cái hoành cái đi rồi. Cây nào 9,5 triệu hết thì nhắc giá lên thôi. Dạ. Dạ hoành 30 bà con ơi. Rồi hoành 30. Dạ. Rồi. Đế lực nha anh em. Này em đo từ cổ rễ lên tới đỉnh nhánh là 30. 30. Dạ. Rồi. Chi cành đẹp luôn anh ơi. Rồi tiếp tục qua cây số 3. Cây số 3. Cây số 3 là bên đây. Đâu, cây số 3 đâu. Cây số 3 ở đây nè, nè, nè. Theo cái hàng ngoài, từ ngoài vô mà. Dạ, dạ có ghi số á. Mày kiếm rồi, số cây đi. Số 3. Dạ. Rồi, cái này giá nhiêu báo luôn. À cây này giá 9,5 triệu luôn anh Tấn à. Nghe như nói luôn tương đối thôi. Dạ cây này cao khoảng 2 mét đó anh. 2 mét, tại vì em đo thước gửi mà còn trên. 2 mét. Dạ. Đàn ngang nó đều đều luôn đó bà con ơi. Mét mét 4, mét rưỡi. Cung cung cái cây ơi, cung cung cái cây. Rồi. Rồi vô xây cái chậu. Đế đẹp lắm nghe anh em. Rồi thân hình liền lạc ha. Dạ liền lạc. Rồi đo hoành đi.
Rồi Hoành Thắng có nói là 30 luôn anh em ơi. Hoành Thắng 30 luôn. Rồi Hoành 30. Dạ, đế khủng luôn anh em ơi. Rồi đế quay rồi. Rồi giá nhiêu? Dạ giá là 9,5 triệu. 9,5 triệu. Dạ. Tiếp tục cây số 4. Cây số 4. Bạn không kiếm số rồi. Cái này nó có độ cao nó cũng khoảng ở trên từ 2m nó lên đó anh Tuấn ơi. Ngang nó cả 1,5m đến 1,6m. Rồi thọt cái tay vô cái mạng. Dạ cây này giá 10 triệu anh bà con ơi. Cây này tại tàn nó bự, nó cốt đẹp. Chi cành rồi đều hết. Rồi xe. Dạ. Này nó cái gốc nó lượng nó đẹp lắm, nó muốn lên xù rồi anh em. Giống thú đang nằm. 10 triệu cái này ha. Dạ. Bờ hoành 30 hả? Dạ hoành để em đo lại. Mai mình phải mạch thường thường á. Dạ mai vàng nuôi trong chậu này 2 năm rồi anh. Nó hoành thăng nó khoảng 30 anh ơi. 30, 31 đến 30 thôi. Rồi 10 triệu. Dạ. Cây này cây số 4 anh em. Rồi tiếp tục cây số 5. Cây số 5. Cây số 5. Cây số 5. Cao nhiêu? Cao nó khoảng 2m2 đó anh Tấn ơi. 2m à, của mình 1,5m mà lên đó là khoảng 7 tấc nữa. Bây giờ mình tính 2m thôi. Tàn bài ngang nó cũng tương đối với nhau là khoảng từ giá mà 1,4 đến 1,5m. Dạ. Dạ thấy được. Dạ dạ. Đó hoành cái đi. Lên chứ. Rồi 30 luôn. Hoành 30 luôn anh ơi. Cái mò cảo mò. Dạ dạ ăn cảo mò à. Giá nhiêu? Dạ cái này à. Dạ 9,5 triệu luôn anh bà con ơi. Dạ. Dạ có bông bông đẹp lắm. Bảy cánh, 7 cánh, 8 cánh anh. Rồi. Nụ đều luôn á. Cái này là mình mua về chơi Tết luôn 2020 đó anh ơi. Rồi, tiếp tục cây số 6. Đây. Đó, bàn mũi hơn. Rồi, cao nhiêu? Cây này cao khoảng 2m luôn bà con ơi. 1,5m mà nó còn cao lên là khoảng 6 tấc đến 2m thôi. Dạ. Dạ cái tàn ngang của nó là 1m6 anh ơi. Tàn ngang 1m6. Dạ. Rồi mua 4 cây mới vận chuyển phải không? Dạ. Giá thì báo tại vườn phải không? Dạ báo tại vườn 4 cây thì mình bao ship tới chỗ. Chi cành nào đặt hết trơn anh ơi. Đều lắm. Cái thăng nó lượng lách nó đẹp. Đế đồ cũng đều nữa anh. Rồi, cây cây cây. Rồi, hoành nhiêu? À, hoành để em đo hoành. Da sạch ha. Dạ, da đẹp lắm. À, hoành nó là được 30 thôi, 31 đến 30 thôi. Nó cũng đều với anh ơi. Đế đẹp lắm. Cây này là giá 11 triệu bà con ơi. Lý do sao? Tại vì nó thân nó lách lượng với cái thứ hai nó tàn nó bự đó anh. Dạ.
7 ở đây là chú ơi. Dạ rồi qua cái số 7 nè anh ơi. Thất bại vụ này. À, sắp. Ừ. Rồi chạy đi lắc lắc đi. Rồi cao nhiêu ngang nhiêu. Cao nó cũng 2 mét đó bà con ơi. Cao 2 mét. 8 ngàn của nó là cũng có 1 mét 4 anh ơi. Thì em đo vị trí nhỏ đi. Vị trí nhỏ nó là 31 mà tính 30 thôi anh ơi. 30. Dạ. Rồi xoay vòng đôi cũ rồi. Đế đẹp luôn. Rồi. Nở chậu. Bảo đảm là thân không có lì á gì hết. Dạ không, có dấu cắt là mình cuốn lại đó anh, cuốn lại 5 năm đầu đó. Rồi. Rồi cái này nhiêu? Cái này có giá 9 triệu rưỡi bà con ơi. 9 triệu rưỡi đi. Dạ. Rồi đọc số điện thoại lại đi. 0907 371 180 đọc số bi á. 0907 371 180. Rồi. Bên đây cái đó nè. Rồi qua cây số 8 luôn anh ơi. Dạ dạ. Dạ. Dạ, cao cả khoảng 2 mét đó anh. Rồi. Cái tán nó cũng mệt gửi luôn đó anh. Rồi, sang dòng đi. Rồi, đó hoành luôn. Rồi, đi. Rồi. Mình đo chỗ này nè anh em. Đây là 30, 33 lắm em anh em ơi. 33. Nhưng mà... Cái này giá mình... nhiêu? À, dạ, cái này giá 9 triệu. 9 triệu à? Dạ. Đó trên này. Ở trên mình đo chỗ nhỏ đi. 30. Dạ thì có nó cũng khoảng 3 giá gầm khoảng 30 27 27 rồi anh ơi. 27 tại nó dưới cái nhánh này nè. Rồi cái 27. Thôi. Dạ dạ. Rồi tiếp tục ngay trên 29. Cái này thua. Dạ, cao là nó 2 mét luôn anh ơi. Cao, cao 2 mét luôn. Tại vì nó cũng một cỡ một mà anh. Cái 8 ngàn đó cũng có khoảng 1 mét 4 đó anh. 8 ngàn mét 4. Dạ, mét 4, mét rưỡi là nó đều đều vậy không à. Chia cành thì nó đều hết. Đây, theo dòng thôi. Giá hoành ở chỗ này là 29 là bà con. Rồi 29. Rồi cây này giá nhiêu? Dạ cây này là có giá là 9 triệu rưỡi luôn bà con ơi. Cây này 9 triệu rưỡi. Dạ. Rồi, còn cây nào? Đấy cây số bự. Là cây số bự luôn anh ơi. Cái này cao khoảng 2m7 đó anh. Cao 2m7 tại có cái này cao nhất đó anh ơi. Rồi cái này cao 2m7. Dạ. Rồi 8 ngàn thì nhỏ ha. Dạ 8 ngàn là khoảng 90 anh. Rồi. 90. Rồi đó hoành đi chú ơi. Dạ em đo chỗ nhỏ nè. Em đo chỗ nhỏ là 40 nè bà con. 40. Rồi hoành chỗ nhỏ nhất 40. Dạ. Rồi quay vòng đế con nghe nè. Đế thì nó cũng tương đối đẹp, không có trống. Tại nuôi chậu mà đâu có móc đế lên chi không? Rồi. Cây sạch sẽ. Dạ. Rồi giá nhiêu?
Dạ, cây này giá 11 triệu anh. Cây này giá 11 triệu. Dạ. 4 cây mới bao ship ha. Dạ, 4 cây. Giá báo tại vườn. Dạ, báo tại vườn. Nếu mà anh em mà mua thì mình thương lượng qua điện thoại đi anh. Gần gần thì cũng ship được. Dạ, dạ. Rồi. Dạ. Còn cây nào nữa? Đây nữa, cây số 11 rồi chứ mình. Cái số 1 cặp ba lô nào đây. Khi này xích bản chút, khi này xích bản chút. Quay đây. Chỗ này nó bị hổng lỗ đồ, mình để cái chậu nó không được đều không nha anh em. Rồi ta cũng đã cao 2m5 ha. Dạ, cái cây này cao khoảng 2m1 rồi anh. 2m1. Dạ, nó tương đối 2m, 2m1. Rồi tàn ngang cỡ 1m5. Dạ. Rồi xây lại cái vòng chia cạnh thì nó đều hết, đế đồ đẹp luôn anh em, đế nở lùng lực. Rồi đổ hoành đi. Dạ, em ra vị trí này nha anh em. Rồi vị trí này là nó 34 anh em ơi. 34 hả? Dạ, 34. Rồi giá nhiêu? Dạ, cái này là giá 9,5 anh ơi. Rồi giá 9,5. Dạ. Rồi còn cái nào nữa không? Rồi còn cái nào nữa không? Dạ, qua đây nè anh. Rồi quay đi. Cây số mấy báo lên? 12. Cây số 12 anh ơi. Cây số 12. À, cao nó cầm khoảng 2m đến 2m1 đó anh ơi. Cao 2m1. Dạ. Chiều ngang nó khoảng 1,5m là nó tương đối là nó cũng đều 1,5m 1,4m vậy đó anh. Rồi, nhưng cái này là bông 7 cánh chứ là hết á. Dạ, 7 cánh may ghiên mà. May ghiên bông 7 cánh. Rồi chuẩn bị vô đó hoành. Dạ, em đo hoành thân chỗ này là 28 bà con ơi. 8. Dạ, chỗ nhỏ. Quay cái. Củ nở luôn anh em, lùng lực, chia cạnh đều đều. Này mình về là chơi Tết là ok luôn đó. Rồi, còn cây nào nữa không? Tại vườn. Cây này mình báo giá chưa? Giá nhiêu? Dạ, cây này 9,5 bà con ơi. 9,5? Dạ. Do cái tàn này nè, nếu mà anh em coi đẹp mắt thì em bán giá hữu nghị cho anh em chị chơi luôn. Cao nhiêu anh em? Cao 3 mét ở đây. Tán khoảng bằng ngang khoảng 1,8. Dạ, 1 cốt. Cây này già cây lắm rồi, đế cũng khủng lắm. Dạ, hoành chỗ này là 49 là anh em ơi. Vị trí chỗ này là 49. Dạ. Rồi đó thì chín bầu anh. Đường kính bầu chỗ này là 85 anh ơi. Kính bầu 85. Dạ. Rồi giá nhiêu? Dạ, cái này là giá 19 triệu anh. 19 triệu. Dạ. Dạ, còn cây phao nhỏ này anh. Cây phao nhỏ. Rồi. Cây phao này thì em cũng mới đem về mà chi cành nó không được đẹp, thành ra em cắt em làm dáng bonsai anh em, mà nếu mà mua cây này về thì mình ghép vô liền được. Chi cành nó cũng đều. Rồi, đế thì nó cũng tương đối vừa. Giá 5 triệu ghi trên cây phải không? Dạ, dạ. Giá 5 triệu rồi chó hoành đi. Dạ, hoành chỗ này là 36 anh ơi. Rồi, hoành 36. Dạ. Rồi cao nhiêu? Cao này là 86 anh. Cao 86? Dạ, cao 86. Rồi. Ở
Vậy là hôm nay mình báo vậy thôi phải không? Dạ dạ. Rồi vô chào đi rồi đọc lại số thôi. Dạ chào con. Dạ dạ xin chào bà con và cô chú anh chị em ở xa gần tới coi mai của em và ủng hộ. Dạ với xa. Dạ. Dạ. À cô ở chỗ ngay cái cửa công trình 8 đó anh, ngay cửa công trình 8 chỗ cặp cây xăng Hồng Hào. Bà con nào xếp đến đây vô. Dạ. Xếp 4 cây một xếp đúng không? Dạ dạ. Rồi đọc lên số điện thoại. 0907 371 180. Rồi, chào tạm biệt. Dạ. Rồi xin chào bà con ạ. Xin chào tạm biệt.